Dạ cá chín hết rồi, về gốc và dĩa nha. Nhìn vàng ngon nha. Vàng rồi nè. Thấu à. Gia đình em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê của gia đình em. Ôi, chào cả nhà nha. Rồi bữa nay có đi chợ á, mua cá suối á, về á mình chiên chiên phùng ăn cơm sống. Sáng hai con có đi ra chợ cả nhà thì mua được một ít cá chê với cá lóc cũng nha. Cá chê cá lóc. Cá chê lóc suối nó cũng không được bự vô lắm nhưng mà nhìn nó ngon nha. Đúng cá chê cá suối luôn nha. Đúng cá chê trắng luôn. Cá này cá chê trắng nha. Chê trắng với cá lóc. Con thì nhỏ nhỏ rồi nha. Đó. Hôm nay gia đình em sẽ làm món cá chiên. Chào cả nhà á. Ăn cá chiên mắm gừng, làm mắm gừng ăn với rau sống nè, cả thịt lắm, rau nhúng cá, rau thơm, dưa leo, gừng. Thì cá chiên ăn với rau sống rồi, chấm nước mắm mắm gừng lâu lắm mà cũng không ăn món này cả nhà, nên là gia đình hôm nay làm lại món này nha. Bây giờ thì gia đình em bắt đầu làm đi, mời cả nhà xem gia đình em làm như thế nào nha. Hôm nay thì cái món cá chiên thì cha sẽ chiên nha. Ta sẽ chiên nha cha. Rồi. Rồi giờ bắt lên bắt chảo lên chiên. Này. Này chiên với cái chảo trong dính nên là đợi dính nha. Cá tư là phải chiên cái chảo này được. Bây giờ thả cá vô. Dạ, cho nóng thả cá vô nó không dính. Chờ quá. Quá ngon, tới giờ mới chiên hấp dẫn quá. Vàng rồi, giờ bắt đầu trở lại. Trong khi chờ đợi cái chảo cá chiên thì mình làm mắm gừng nè. Làm mắm gừng, để đường vô, cho đường vô. Cho đường vô, hai muỗng đường à? Cho tỏi, ớt, cái gừng vô đâm nhuyễn luôn. Rồi cho bột ngọt vô. Bột ngọt. Gừng vô. Gừng thì sắc lát ra cho dễ đâm hay mày ha. Không mỏng mỏng lát thì nó dễ đâm. Cái này gừng nhiều nhiều tí cho ngon. Còn cái này thì để khác mà để nguyên miếng. Nguyên miếng để thái sợ hả? Thái sợ ăn hả? Cho nó mắm vô. Rồi giờ sắc gừng nha. Gừng bên đây thì sắc ớt sắc lát. Rồi ớt bỏ vô. Bỏ vô. Gừng vô cho nước nóng vô rồi bây giờ mình nặn thêm miếng chanh vô. Vậy là xong, xong rồi đó. Tô mắm gừng rồi mà. Tô mắm gừng ngon rồi. Rồi giờ cá chín hết rồi, giờ gấp cái dĩa nha. Nhìn vàng ngon nha. Vàng rồi nè. Thấu à. Quá ăn quá ngon ngon. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em cũng đã chiên cá xong rồi thì giờ gia đình em bắt đầu ăn nha. Mời cả nhà ăn cùng gia đình em nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cho mẹ em mặc một chút. Con mẹ ăn mình rồi. Rồi rồi. Quá. Này kẹp miếng rau sống cho ha. Kẹp miếng sống. Cá dẻ nè. Cá chiên rất là giòn luôn nè. Cá chiên lợn lợn nhỏ nhỏ giòn mấy ha. Giòn. Mà giòn tới. Nó vàng ngon quá. Chiên đừng cho vàng quá. Cá chiên vừa tới à. Vàng quá là nó sẽ bị giòn. Nó giòn. Khô ra hả? Nó giòn thấu à, không khô nó. Nó không có ngon. Chiên vừa chín tới là ngon.
chung là cá mà chiên và hoặc nướng ra vừa chín tới là nó ngọt. Còn mà nó chín quá nó sẽ bị khô thịt. Chín quá khô thịt. Sao ngon? Ngon không? Nhức cái nách đi chà. Ngon quá. Nhức nách. Ngon quá ngon. Cá tre, cá lóc chiên làm mắm gừng. Rau sống. Sao chà? Ngon. Chấm thêm mấy nè. Này chấm đậm đậm vô. Cái này mình có cá gô có chặt cái da chiên cũng ngon ha. Chiên ngon. Rồi. Cá đó chiên phùn con. Dạ. Để nguyên dãy mà ha. Để nguyên chiên rửa sạch mỗi lần. Để nguyên dãy luôn. Chiên phùn. Ngon. Dãy luôn. Chiên phùn ăn ngon. Cá gô có sạch. Này cá tre cái lóc cũng ngon nè. Hết tài luôn. Ngon quá. Dính lại cho bà nội con ừ. Dạ. 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 Giòn, ngon. Giòn, vừa ăn. Chị Hai là lần đầu tiên ăn cá chiên. Cảm giác sao? Không còn đốt lên rồi. Không đâu. Đốt tay bù xù đó. Ngon quá. Đốt con gà con hết không? Dạ không? Làm không nguyên khúc luôn nhỏ đã. Nguyên khúc rõ luôn. Đã. Giòn tan nữa cha. Cắn nghe giòn gọn mà. Cái lớp dãy bên ngoài nó giòn nhưng mà cái thịt bên trong nó vẫn còn mềm nha ha. Vẫn còn giữ được đúng không? Mềm. Mấy cái món này thì ăn với cơm dễ ăn. Dễ ăn nè. Ăn cơm bắt không? Con làm nó mắm gừng nha, con để cá vô cá gì nè. Nó để vô nó dễ mắm á. Cho ngắm hả? Ờ, ngắm nó ăn ngon lắm. Dạ. Cá nó thấm với nước mắm. Con này là gì nè? Đó. Chín cục nó nút nút vô. Dẻ cá lóc dẻ ra cái chê cũng dẻ ra. Chín. Chân cá. Chân cá à? Có nhóc quá. Ngâm kiểu da mới ngon mẹ. Thấm được không? Thấm lắm. Cái chén này lùa hai lùa hết chén rồi dạ? Nhanh. Cá lóc này thì nó ít xương cho ha. Cá lóc này ít. Ít xương hơn cá rô sặc. Rô sặc chiên thì chiên thì phải biết cách chiên, chiên xong là phải biết cách ăn mới được. Rồi nó dính xương à. Cũng đỏ lắm biết giòn.
thối luôn. Ủa, nó bự quá. Thương ra nè. À. Thấy không? Nhìn ra rồi. Để sống. Ăn con rát lắm nữa. Thấy không? Ở đây làm lại mấy cái món quê toàn là món món ngon không à. Ăn cái nào cũng ngon, dễ ăn thì nó quen thuộc hả? Quen thuộc, nó ăn quen thuộc mà lâu quá mình không ăn lại cũng ngon. Thôi em đúng bài đó, ăn gì đấm nói chuyện ngon ha. Nó lóc cá chê chắc này ăn hết được rồi luôn á. Hết được cơm luôn. Làm nó mắm gừng. Hết được rồi luôn. Sống luôn. Nói với cá còn chiên cái này chứ không bằng nướng đâu. Cái gì cũng vậy chứ. Nướng ngon hay sao? Nướng ngon. Nướng ngon hơn. Thịt này kia cái gì cũng vậy chứ nướng là ngon hơn cái chiên nhiều. Nướng đỡ dầu mỡ hơn với lại. Đỡ dầu mỡ. Thịt nó còn độ ngọt hơn hả? Ừ. Nó thịt nướng là ngon à. Thịt heo rồi trâu rồi bò rồi điện nữa. Nhớ hồi xưa á, cá dê á mình đi đi chích điện về á. Xong rồi xỏ một cây nhỏ nhỏ vô, xỏ một cây nhỏ nhỏ vô cái là nó nứa nha. Ừ. Ăn nó ngọt. Mà đặc mà nó ngon. Cũng ăn được con. Cũng cơm đi. Hai tiếng cơm nha. Ừ. Đói á. Nè. Ừ. Nó giòn. Hôm nay cả nhà mình quyết định chiến hết là cơm đi. Hết rồi, hết rồi cơm. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em nãy giờ ăn cũng gần hết đĩa cá này cả nhà, gần sạch bàn cơm rồi nha. Bây giờ em muốn xin kết thúc bây giờ tại đây nha. Nếu như cả nhà yêu quý gia đình em thì cho xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye.